Xin kính chào quý vị khán giả yêu quý của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc và sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, tại sao chúng ta cần phải xem tử vi cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 7 âm lịch này? Bởi do vận khí của con người mỗi tháng 7 là khác nhau, cứ mỗi năm sẽ khác nhau hoàn toàn, thì sao chiếu và vận hạn sẽ thay đổi dời theo. Theo tử vi của quý vị gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 7 âm lịch này, bạn sẽ có thể nắm bắt được những khó khăn cũng như là thuận lợi của mình trong tháng 7. Có thể nói, tử vi cho quý vị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 tháng 7 âm lịch là phần đã được định sẵn. Tuy nhiên, với mỗi cách nghĩ và cách tiếp cận khác nhau sẽ mang đến những kết quả hoàn toàn khác nhau. Và đó chính là phần bất định. Chính vì lẽ đó mà tử vi của những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 7 âm lịch có thể sẽ giống nhau, nhưng kết quả mỗi người sẽ hoàn toàn khác nhau. Và sau đây sẽ là phần luận giải tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 7 âm lịch này. Và qua phần luận giải này, thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho quý vị về bức tranh cát hung toàn cảnh của những người sinh năm 1984, để từ đó quý vị sẽ có được những bước đi đúng đắn trong cuộc đời. Đồng thời thì thầy cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 7 này. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và nắm bắt. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mệnh hải trung kim. Theo quan niệm truyền thống được đánh giá là cần cù, ham học hỏi, tính tình nóng nảy. Thời thơ bé gặp nhiều gian nan, là người hiếu thuận. Nam giới được nhờ vợ, nữ giới được nhờ chồng. Quan điểm hiện đại cho rằng nhóm này luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Họ có tài ăn nói, thuộc phái hành động, tích cực, sôi nổi. Cái tôi của họ khá lớn, là người có chính kiến, cũng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Là người giàu cảm xúc, lại giỏi ăn nói, họ rất có khả năng thuyết phục người khác, tính cách hướng nội khiến người khác chỉ có ấn tượng về sự vui vẻ, lạc quan, hoàn toàn không nhìn thấy bản chất nóng nảy hay đố kỵ của họ ở bên trong. Trong tháng này, vận khí của những người tuổi Giáp Tý không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này tình cảm, cảm xúc của bạn rất dễ bị dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều. Nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân rất dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thất sát, thiên quan. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tý nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Tý bán tam hợp với tuổi Thân nên trong tháng Mậu Thân này, những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Người làm công chức, việc liên quan đến nhà nước nhìn chung đều có tiến triển tốt đẹp, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Nhưng đường thăng tiến của bạn vẫn phải đối mặt với không ít vất vả cực nhọc, do đó trở nên ngủ quên trên chiến thắng. Việc làm ăn kinh doanh có tiến triển tích cực, tuy nhiên phải rất vất vả, đổ mồ hôi, công sức, gia chủ mới có thể hoàn thành mục tiêu ở mức tương đối khá. Tháng này sự nghiệp của gia chủ sẽ tương đối ổn định. Với những người làm công, ăn lương, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy năm nay lương thưởng sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng. Tuy nhiên bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng tụ tập. Vì thế đầu óc cần phải tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Bán tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Có những thời điểm bạn hao tài tốn của một khoản không nhỏ, cũng bởi vì tiêu pha theo ý muốn mà không suy nghĩ về tương lai hoặc gặp rắc rối về tiền bạc vì người khác. Song nhờ tài năng và năng lực cá nhân được phát huy tốt, quý nhân phù trợ, gia chủ có thể dễ dàng chuyển đổi thành ưu thế giúp mình đạt được một phần lợi nhuận nhất định từ công việc tay trái. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng Mậu Thân, sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng có sự giảm sút rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bên trong, không thể lơ là. Tim mạch có thể sẽ xảy ra vấn đề, hệ tiêu hóa cũng hoạt động không bình thường, da rẻ sạm sắc, cần dành nhiều thời gian để chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn. Các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ, đồng thời kỵ tà hóa sát. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm dù không quá lý tưởng nhưng cũng không quá tệ, gia chủ vẫn có cơ hội cải thiện hàn gắn một số rạn nứt. Năm mệnh có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý, bản thân bạn đã có sẵn thiện cảm nhưng đôi lúc bị kìm kẹp về cảm xúc. Bạn cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa thì kết quả rất đáng để chờ đợi. Còn với nữ mệnh, đa phần các mối quan hệ không kéo dài hoặc chưa đi đến kết quả tốt đẹp cuối cùng. Bạn cũng được một vài người khác phái tiếp cận nhưng không mở lòng, đón nhận nên mọi thứ gần như không có gì thay đổi. Gia đạo yên ổn, mọi thứ trôi qua khá bình lặng. Tuy nhiên có lẽ vì cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo gạo tiền mà có dấu hiệu lạnh nhạt với nhau. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Giáp Tý trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Giáp Ngọ, có nạp âm thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 7 năm 2022, tức ngày 21 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Ngọ, có nạp âm thiên hà thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Tý trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 7 năm 2022, tức ngày 4 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Sửu, có nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 7 năm 2022, tức ngày 16 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Sửu, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, dù là khó khăn vất vả đến đâu thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh thì mỗi người mỗi khác nhau và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng rằng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 7 âm lịch này thì sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta có được những bước đi vững chắc hơn và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.